Chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Chúc cả nhà có một buổi sáng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Thì em có nghe một số anh chị bình luận kêu làm thử thách mì cay nha cả nhà. Đó, thì bây giờ em sẽ làm một cuộc thử thách, đó là ăn mì cay nha. Nhưng trước hết clip này thì em xin khuyến cáo cả nhà là đừng nên làm clip này dưới mọi hình thức nha. Tại vì mấy em là không phải chuyên gia, mấy em là chuyên cá. Nói chung là đừng nên làm theo mấy em nha. Thì hôm nay em sẽ làm thử thách mì cay nha, cấp độ tan hình luôn. Ui, gì vậy? Ồ, tan hình luôn là không có thấy hình luôn. Ăn xong là mất hình, mất hơi, mất bóng luôn. Ăn xong luôn. Cái đó cầm không ơi? Đâu cay đó chị, không mày được đâu đó chị. Cay chứ không phải là cầm. Cay vẫn nói được. Kêu đâu cứ. Đây có một gỗ ớt nha. Ôi. Đó. Bây giờ cắn thử chơi. Trời ơi, đó đồ quý nè. Ngon ấy. Ngon rồi đó. Thì đây có mực tôm. Mực tôm. Gao đây, mày. Đây là gao bắp cải tím. Đây. Bây giờ sẽ luộc tôm nha cả nhà. Luộc tôm, luộc bạch tuộc. Nói chung là làm nhanh gọn lẹ đừng quất. Bữa nay treo giải thưởng là 200k nữa nha. Ơi, 200k yên. Ai là người chiến thắng, tại vì Tấn nó cũng ăn cay được, Yên cũng ăn cay được. Nói chung là em cũng ăn cay được, tao không ăn được. Thì em không ăn cay được nha. Thì Tấn cũng ăn cay cũng hầu như là hơn em, hình như mỏng nó ăn là không cay, còn em cảm giác em cay luôn. Cay à? Ừ, bởi vậy là nhiều khi nó còn nhỉnh hơn em nữa, nhỉnh hơn Yên nữa nha cả nhà. Biết bữa ăn được hay ăn rồi sống ai biết được, anh xui. Thì bây giờ sẽ luộc mực bạch tuộc tôm, rồi xong nấu mì xay đó. Bây giờ mình xay ớt trước đi. Đây, bây giờ sẽ phân chia ra nha, lát rồi ai muốn chọn lựa bao nhiêu chọn nha, chọn lô nào cũng được. Sẽ cắt mày. Tao phạt mày 50 triệu á. Cái chia hết rồi bắp cải này mới được. Chia cho đều nha. Mình nó chưa biết phạt lần được 200k chưa mà phạt 50 triệu là hơi căng. Họ sẽ cắt đầy sân luôn. Họ phạt tỷ luôn. Phạt 100 tỷ luôn. 1 tỷ dữ hả? Ừ. Giờ là mình không còn như trước nữa. Mình đã sạch sẽ rồi. Đúng rồi. Giống mình đô thị hả? Đúng rồi, đô thị quá rồi. Rồi. Cho điều điện một xíu. Cái tô thấy là tẩu rồi chả. Đó, đó. Rồi, tô. Thấy tô là tô bự đó. Thấy ớn hồn rồi chưa? Đó. Lấy bịch đó. Nè. Một niêm ra, lấy một niêm ra. Đây, mỗi tô là 2 bịch nha. Này chơi siêu cay luôn. Siêu cay luôn. Chắc cái mỏ ấy sưng luôn luôn. Đổ tùm lum bồ. Mì nó nát kìa. Đó. Cái này đi. Cái tô cũng bự hơn mặt em nữa. Ông cục luôn đó. Phải bự hơn nữa trời. Đây bây giờ em sẽ làm nồi nước súp nha. Đó, nồi súp. Nước súp mì. Rồi, rồi bỏ con mực vô cho nó tắm. Ừ, cho nó tắm nước súp. Rồi lát xíu ba thằng sẽ tắm nước ớt. Ngon à. Thôi bị ngon luôn á. Thì... Ê. Ở đó đúng không? Đâu? Đổ mình đâu? Đổ hết là giúp tăng trí nhớ, cải thiện miễn dịch đồ nữa. Nêm miếng bột ngọt nha. Đó. Nêm vừa vừa thôi. Còn một chút xíu nêm lại nha. Nêm đó. Nói chung là cho nó có không? Đi một con ông ấy. Lộn. Ở đây lại chút xíu nêm lại mà. Đó. Bây giờ sẽ vô tôm mực một lượt luôn nha. Đó, tắm mực. Không. Lên. Đây, bây giờ sẽ phân chia ra nha. Đó, một người sẽ được một con bạch tuộc. Đó. Một con mực. Một con tôm. Ba con tôm. Trời ơi. Tôm ba con luôn. Ăn đã luôn. Ăn mê ly luôn. Mà không ăn vỏ được không? Được, bỏ vỏ. Hay mà đó. Chờ, để phân chia cái đây rồi mình hết dinh nước sao? Đó. Chứ ông hỏi sợ mì nó nở.
quá đã rồi. Ui, con này cắn một cái thèm không? Ăn nước miếng thiệt chứ. Ôi ơi con mực kia trắng bóng luôn á. Ủa lộn. Ờ đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Con mực nó tuột. Ủa có khi nào gấp lộ hai con không? Lấy lộn lộn. Ờ ông dịch còn lộn đừng dế không chi tao. Ông dịch là khác. Dịch nó còn lộn mà. Ờ thấy cái tô mì không là thấy quả hồn rồi đó. Đó. Nhìn thấy quá trời hấp dẫn rồi. Trời văn yếu rồi. Có khi nữa ra 10 con không ta? Đâu ra chứ hả? Biết đâu. Nó đẻ có 9 con ra 10 con. Hồi nó đẻ đẻ giống ai vậy? Cái đẻ cũng dữ lắm à. Rồi. Bây giờ sẽ nêm nếm lại và cho nó sôi lên cái sẽ bỏ ớt vô xay nha. Tại vì rồi, bấm nút. À. Bấm nút. Tại vì bây giờ hiện tại xay ớt trước chứ không đổ vô cái mì nó nở ra trên cái ăn không ngon. Đúng rồi. Ở trời lâu lắm. Mày tới mình giật của tao. Nhảy ra bỏ vô cái miệng tao bự bự này bỏ vô lột. Hết luôn nha. Trời ơi đi. Ăn xì khó lỗ tay luôn. Không nhiều như đây cho lên đường luôn. Có nhiều đâu. Hết nha. Chỉ có mút đồ thôi chứ hết như đây chắc chết luôn á. Đó. Đây hơn nửa ký lận. Trời ơi có nhiều đâu. Điện chút xíu rồi. Bắt đầu tiến hành nha. Không được. Nó không xuống. Rồi. À. Tiếp tục. Tiếp tục. Vô. À. Nhìn hậu ớt không. Thì nước cỡ cây nhà nó kẹo quá rồi. Kẹo quá kẹo uống thêm một chén đi. Ôi chén nhiều lắm. Nó làng ra hết trơn. Đó. Rồi nửa ly luôn rồi. Quất tại bến. Quay quên thấy nhuyễn rồi đó, thấy phần nó mê ly rồi đó nha. Ăn xì khó lỗ tai luôn, bóc khó lỗ tai luôn. Gì hả? Không nhớ mẹ hay gì hả? Tôi kỹ nha, cầm ớt chùi chùi vô mắt là hồi xong đó nha. Ơi chị chơi chơi chặt ơi. Không bị chơi chơi chặt ơi. Không biết em bị hủi hay sao cả nhà. Ho xuống. Ho xuống à? Không biết sao nó bị ho xuống à? Lâu lâu quá. Đó. Mê ly rồi đó. Bây giờ phần nửa của anh Tấn, phần nửa của anh Hai. Rồi đi đâu? Dạ em ăn không? Không hả? Không luôn hả? Chia đôi thôi được rồi, đừng chia ba. Đây là ớt nguyên chất nha. Khoan đợi lâu xíu, đi lấy đá cái, bỏ vô. Chi vậy? Bỏ vô, xay uống, luôn. À, xay sinh tố, uống sinh tố ớt. Nồng á. Phê. Chín lần ngay luôn. Gì? Căng rồi đó. Không được. Tới đây em còn nghe mùi căng. Đây. Đó, kéo luôn. Ôi. Trời ơi trời ơi. Muỗng đâu mà lấy múc làm muỗng rồi. Tới luôn rồi. Tới luôn mấy mẹ ôi. Ôi quá tay rồi. Trời xíu nè cả nhà. Đây. Đây. Vô tô mì liền. Cầm vô tô. À. Ngon lạnh liền. Chế tô mì đừng chế tay nha cha. Trời ơi cái nào ăn cũng được. Ăn đuôi heo. Heo nữa đó. Heo luộc. Rồi một em. À, lên. Tô em kia. Này giúp việc hơi bị chậm nha. Mời chiều đổi người thành cô giúp việc nha. Vô. Cô việc để cổ nấu luôn. Ừ để nấu luôn chứ mình nấu chi trời. Tự ăn luôn. Đúng rồi. Trời ơi chả nước miếng, chả nước miếng rồi đó. Quá trời cái ớt rồi. Nhà tới học ốc cục luôn. Bây giờ sẽ bỏ vô một người 4 muỗng nha. Nhưng mà giao trước cho hôm nay nha. Ăn không nổi nghỉ. Ừ nghỉ không? Ừ ăn không nổi nghỉ. Đó. Đó. Không ép buộc hết nha, chơi vui vẻ nha. Ăn cái này chắc xì khó lỗ tai luôn quá. Một. Em đậu mì mà nhiêu đây nhầm nhò gì. Bốn muỗng rồi kìa. Mới có một tô mà hết giá luôn rồi. Được hết luôn rồi, ba muỗng trước đi.
Một lát sau hồi vòng sao lại? Có một tô cũng quánh hết rồi. Hai ơi. Ba. Gần hết luôn rồi. Bốn. Một. Ba tới mấy chứ ba tới một hả? Hai. Chứ quay lại chứ. Ba. Đủ không? Đủ không? Ăn hết nổi không nè. Thêm muỗng nữa nha. Chơi luôn nha. Bốn. Còn tiếc cái lợi cái nữa. Bốn. Bốn. Giờ hết dĩa luôn rồi trời. Thôi vậy có cùng thánh thần ơi, hơn nửa cái ốc rồi. Ôi ôi trời ơi. Ở bàn cãi luôn. Quá trời tôi rồi. Quá trời tôi rồi. Quá trời ơi. Bây giờ là giờ tiến hành cuộc chơi trò chơi nha cả nhà. Đây, đây là phần thưởng 200 ngàn nha. Chảy nước miếng để đây. Để đây ăn khích lệ tinh thần. Em chảy nước miếng rồi đó cả nhà. Chảy dữ hả? Nhìn ớt một cái cục nó nổi luôn. Giờ trước nha. Ăn không nổi nghỉ. Tại vì bằng tính cũng ăn cay cũng được lắm. Không còn gì nữa trong tô mà cái mực ăn không cay luôn. Đáng lẽ phải 5 muỗng. Ừ, 4 muỗng được rồi. 5 muỗng được. Ủa trời. Rồi thấy tô mì thấy ớt không mày? Nhưng mà ăn. Rồi. Ê. Còn cho con một coi. Bình tuốt. Bây giờ là ăn. Ăn sao? Hết cái. Còn nước. Uống không? Nước không không hết, không cần hết nước. Nha, cho trước không cần hết nước nha. Hơi bị chua chát nha, hơi cay nữa nha. Bây giờ sẽ quất luôn, thử là thử tài thử sức luôn. Giao trước nha. Ô ông nội. Ăn ngon quá. Giao trước nha, rồi nha. Ăn chỉ cần hết nước thôi, không hết cái. Thổ lộng hết cái không hết nước. Hơi lẹo lưỡi, nhìn nó hơi bí bí nha. Phần thưởng 200k nha. Để đây. Đếm 1 2 3 bắt đầu nha. Trời hơi nhiều nha. 1 2 3. Mở cái nha nha. Mở cái nha nha. Mở cái nha nha. Sao trời. Sao nghe em dữ à? Ngon đâu cái gì vậy? Ừ. Nó chỉ cay cay nồng nồng thôi cả nhà, không có gì hết. Cay 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 đâu. Không cay, cay cay chứ hả? Cay cay. Bốc hỏi luôn cay luôn á. Cho hơi chứ hả? Vừa ăn vừa ghim đó. Vừa ăn. Những tô mì hết nói luôn à. Trời ơi. Ê nửa tô kìa. Nửa chưa hả? Cảm giác nóng rồi. Mặc ơi. Căng thẳng. Đúng rồi đó. Ê. Cay nhưng mà vẫn còn ổn nha cả nhà. Nhưng mà quá cả cay. Bốn muỗng ớt trời. Ớt nó vô cái đầu dĩa của mày. Nước dùng nó không còn nhiều. Nó đậm mùi ớt hơn. Nghe nồng ớt rồi. Không cảm nhận được nhiều. Thôi thôi cay rồi. Thôi thôi ăn nữa thôi. Mà dữ bốc, à? Bốc khói lỗ tay luôn á. Này là cấp độ tàng hình luôn á. Đứng ngay cấp độ 9 đồng 10 được. Hơn cấp độ 7 luôn rồi. Ừ hơn. Quá khá ăn nè. Tôi bỏ hỏi phụ vô cục nha. Thôi còn bịch tuột nó không có hút, nó không có cay. Nè chăng ạ. Đổ lửa luôn. Mắt đóng đèn luôn. Thì có lại. Trò chơi này không đau, dễ nha cả nhà. 200k là của em. Dễ dễ. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Mày ăn giỏi ta. Dễ. Dễ hết rồi kìa.
Mời không? Nằm phải có cái quạt hả? Có quạt, mát à. Bắt đầu nó ngấm rồi đó. À. Không tính thời gian nữa nha. Phải cay hơn không tử rồi đó. Em đậu mì gói mà nhìn thấy tô mì cũng không đổ mồ hôi. À. Đẹp quá. Cái này hấp hết nước là căng. Thôi trời bún. Rồi yên. Cái mỏ muốn rảnh luôn. À hay rồi. Đừng nóng được ai bụng gì. Hay bây giờ mình trong rừng cây mình con tôm mình ăn trước. Cay thiệt. Cay quá. Cho nó đỡ đậm này hết cái bẫy luôn à. Cho nó đỡ đỡ tí cả nhà. Ngồi chảnh này. Lọc tôm nha. À. Mời cả nhà ăn tôm nha. Cay quá ơi. Vậy mà hôm đó mực ăn không cay. Cái này quá là cay luôn rồi. Được rồi nha. Con tôm nó ngọt. Thì khó lấy tay được rồi. Nó ngọt, nó ngon hơn cái nước mì này. Đây là mũi rồi. Không nổi. Có quyền dừng cuộc chơi nha. Cái nhà con mồ hôi à. Cháy không được. Trận khí. Cái ủn cái chạy luôn đây. Cái ủn à. Cái ủn à. Ở nhà không biết à. Cho uống nước không? Cho uống. Uống nước uống nước. Lên nó mũi rồi. Còn tôm đó. Rồi. Của em rồi. Cô lên đèn ơi. Vô nha. Cái này không dễ tay anh em nữa đâu. Không ăn nhiều ăn không được chứ. Mì là đạo của em. Chưa biết nha. Chưa phút đến 10 chưa biết ai đá PMT vô nha. Em phải cho thắng khúc trước chứ không để khúc PMT vô. Để khúc PMT hồi hộp lắm. Giờ dưới nghe mùi ớt không. Sao cãi nhiều vậy? Mày hết rồi cãi quá trời á. Trời ơi, được nữa à. Không có ăn hồi thua á, không được. Ơi nãy tao lấy cho tôi em bông cải không mà. Ừ. Bông cải mà. Ngon mà. Yên ra gì? Ra vậy trời. Chơi chơi rồi quên. Thà một phút ngay. Thà một phút quy vàng rồi chập tắt. Hơn là lối xuống trăm năm nha. Chơi luôn. Ăn mì rậm như đi đánh trận à. Xin cái bả luôn rồi.
có dừng, có quyền dừng nha. Ôi, nghỉ đi. Em dừng cái nhà. Cay quá hết nổi rồi. Cái hai cái dừng dừng luôn đi. Không được. Mời cái nhà nha. Hãy dừng dừng đi để 200 của em. Ôi. Hồi nãy phải 3 muỗng vừa, 4 muỗng quá cay. 3 muỗng vừa. Xì khói đổ tay luôn. Ê, khói. 4 muỗng ớt á trời. Nó ra hơn nửa cái ớt. Mà chia ra 3 tô gần hết luôn. Mà ớt ký thêm nửa ký. Việt Nam cũng gọi là nó đứng cao lắm á. Cái thiên cài ốc cục luôn á. Căng mà mùa hôm cha mùa hôm mẹ mở trái rồi nhà hiểu rồi. Cài quá rồi. Cái nhà biết mày, ví dụ mày đi xăm môi mà nó sưng môi không? Sưng lên được rồi. Xăm môi nè. Thử thăm nè. Chảy nước mũi luôn. Không thu được. Yên hết rồi. Không thu hết rồi không? Ơi. Bóc cải cho em của em ở đâu quá trời luôn. Bóc hoài còn bóc cả hoài. Quá trời luôn nè. Nãy mì không là hết à? Bóc cải mới khó giúp. Một gói là hết chứ yên nữa giờ. Thôi nhờ thấy mặt mà để đổ mùa hôn kê. Cái này hiểu nó cay chỗ nào đó. Cay không tưởng luôn á. Trò chơi này không khuyến khích cả nhà làm theo với mọi hình thức nha. Được không? Được, được nghỉ nha. Đúng còn được. Tâm tâm chút. Cái xong yên nước nhiều với ta. Ước ít vậy ta. Nó nhiều chứ. Em dắt dựng nước dữ vậy. Em dắt mì trước mà. Anh hai để nhiều mì lâu là nó rút nước vô mì á. Dạ. Dắt mì trước. Để mì càng lâu nó càng rút. Tiền đạo mì nữa chứ. Vua mì nữa. Còn có đạo mì nhưng mà cái chỗ này là không, không có đạo nào luôn à. Thấy vậy chứ nhiều lắm, dắt bắp cải lên nó nhiều. Bắp cải này giờ dắt từng chút từng chút á. Hay dứt con tôm này luôn đi, cho nó hết cái phần hải sản này chứ. Cho nó dễ. Mời cái nhận tôm nha. Nói chung để anh hai em thắng cũng kỳ. Thôi anh hai đầu hàng đi anh hai. Cho bốc đến 10. Rồi chắc đó gần cuối để nghe hết đâu ơi. Chưa không nói đâu. Đâu giới hạn thời gian lắm bây giờ. Trời nóng quá mặt. Như uống rượu quá. Nó ăn thôi. Cho để đỡ rửa rồi. Rửa mấy nữa. Hết chưa? Chưa lắm luôn rồi. Còn mấy cái dụng nhiều lắm. Cố gắng không để như rùa và thỏ được. Đặt bắt đầu nhanh hơn người ta nhưng mà kết thúc lại chậm hơn người ta là thua. Rồi. Trời mắt gãi không? Thắng thua là bốc cải. Quá trời bốc cải. Bốc cải nhai. Mà cái này ngon thiệt mà nó cay quá. Đổ mũi luôn rồi kìa. Đổ mũi luôn. Thấy chưa? Nướng chưa hết được. Yên hết rồi. Còn dũng dặt nhiều lắm. Nó thời thời dũng dũng nha. Nắng rồi cả nhà.
em của em chứ nó à. Con nhấn dụng còn dụng. Dụng dụng chút chút luôn à. Gấp hết lên nè, chỉ còn dụng thôi nha, hết luôn rồi à. Tiền là dành tiếng thắng rửa tay của miệng á à. Thì thắng thua đã định rồi nha, con này của Yên á thì là người thua đấy, 200 đúng không, còn chút chút thua hai tao mình chia à, mình chia đi chia yeah. Thì em cũng còn được cỡ hơn một đũa xíu nè à. Bắp cải quá nhiều thua có bắp chuối đi à, bắp chuối nè, bắp chuối nè. Với em là chơi chiến thuật đầu tiên là em vớt mì hết để cho nó đừng có cút nước vô nữa, tại ăn mì cũng biết bao nhiêu lâu rồi, nói chung kinh nghiệm nhiều đúng không, kinh nghiệm nhiều, nói chung là mỗi người có một cái thế mạnh riêng à. Em của em hôm nay đã chiến thắng môi đây. Môi sưng hết cả nhà, chào người thua nè, chào người thắng đây. Hôm nay thì cầm ké lên thôi thôi. Lên ở đây em cảm ơn cha mẹ đã sinh ra em. Vậy? Cảm ơn bao nhiêu vậy hả? Quá đã, quá đã, cuối cùng cũng thắng rồi. Em nói rồi mà, em có 200 này là của em. Quá cay luôn. Cả nhà thấy mùa hôm ok, ăn nước mắt nước mũi chảy rồi, cả nhà hiểu rồi. Ăn chảo nóng quá. Thì hôm nào sẽ kiếm cái tài của thằng Tấn gì rồi sẽ thử thách đó nha. Thì bây giờ á đã nợ hôm khác sẽ phòng thu rồi phải có thử thách tiền, cả nhà bình luận cho anh em biết, nếu được anh em sẽ làm theo nha. Thì hôm nay thì giành chiến thắng đó là Yên winner. Yên giành chiến thắng rồi đó nha, mọi ai cũng xinh hết. Wow. Thì bây giờ anh em cũng xin kết thúc clip đây, chúc cho cả nhà có một buổi sáng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Nhắc lại clip này tạo lên chỉ mang tính chất giải trí, ăn không được có thể ngừng à, không có gì hết nha cả nhà, chỉ chơi vui chơi thôi nha à, với khuyến cáo không làm theo dưới mọi hình thức nha. Bây giờ xin chào tạm biệt, chào tạm biệt cả nhà nha, bye bye, bye, bye.